Tổng cục thuế vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, Tổng cục thuế đề nghị các cục thuế tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, thành phố duy trì và phát huy vai trò tổ công tác liên ngành, thường xuyên thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc thực hiện hóa đơn điện tử từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định, xử lý nghiêm đối với các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, từng công chức thực hiện giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, tập trung thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu, phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí nguồn hàng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung.